Ghế nằm khơi quá. À, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Bùi Tiến Đức, là người thổi hồn cho những chiếc ghế của Tên Đề Câu. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu từ các bạn về một cái chiếc ghế gọi có thể đáp ứng được các tiêu chí như là nhỏ, bền, đẹp và đặc biệt là nằm phải thoải mái. Với video ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu ghế gội đầu loại 3/22. Đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho những shop hoặc salon có diện tích nhỏ với chiều ngang cơ sở là 62cm, dài 130/160cm và chiều cao lần lượt là 85/60cm. Sự thoải mái của chiếc ghế loại 3/22 được thể hiện ở chỗ không gian làm việc của người thợ rất là rộng. Phần kê đầu nằm êm, khoảng hở của rãnh bồn rộng dẫn đến sự thoải mái cho vùng cổ và gáy. Có một sự khác biệt lớn ở đây là Lion Decor sử dụng niệm mousse D40 dày 10cm. Nó sẽ êm và bền hơn so với các loại niệm khác đang được sử dụng ở thị trường. Tại sao lại có chiếc gối này ở đây? Có phải là dùng để ôm hay không? Không phải. Chiếc gối này có công năng là triệt tiêu khoảng hở giữa phần cột sống và niệm ghế. Phần gác chân được chúng tôi thiết kế có độ dốc, giúp cho nằm thoải mái hơn và dễ lưu thông máu. Có thể tích hợp được vào phần thân ghế khi không sử dụng. Đức xin cảm ơn và gửi lời chào đến các bạn. Hãy nhớ follow và subscribe kênh của chúng tôi để nhận được những thông báo sớm nhất.